Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nói được tiếng Pháp, tiếng Anh và thường trả lời phỏng vấn bằng hai ngôn ngữ này. Ông học tiếng Pháp trong nhà trường, còn tiếng Anh thì ông chỉ học thông qua các phụ tá của mình. Tuy nhiên, kỹ năng tiếng Anh của ông được đánh giá khá cao, thể hiện qua cuộc đối thoại dài 8 tiếng đồng hồ với Tổng thống Mỹ Nixon vào ngày 8 tháng 6 năm 1969 mà không cần phiên dịch. From the French domination. So everyone after more than 18 years of French domination would like to be independent. So the word independence is a very attractive. It is a very exciting